Thanh Nấm xin chào tất cả các bé. Chào mừng tất cả các bé đã quay trở lại kênh Thanh Nấm của cô nhé. Các bé ơi, trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ học ghép vần với chữ M và các dấu thanh nhé. Nếu như các bé thấy thích video của cô thì đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của cô để được đón xem video mới nhất nhé. Nào, bây giờ cô mời tất cả các bé hãy cùng hướng mắt lên trên màn hình và theo dõi bài học với cô nhé. M M O O M O mô M O mô mô M M ô sắc ổ ô sắc ổ m ô mô sắc mổ m ô mô sắc mổ mổ M O huyền ồ O huyền ồ M O mô huyền mồ M O mô huyền mồ mồ M M ô hỏi ổ ô hỏi ổ M ô mô hỏi mổ M ô mô hỏi mổ M M ô ngã ổ ô ngã ổ M ô mô ngã mổ M ô mô ngã mổ mổ M M ô nặng ồ ô nặng ồ mô nặng mồ M ô mô nặng mồ mồ ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi ôn tập nhé. Nếu như các bé thấy thích video của cô thì đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của cô để được đón xem video mới nhất nhé. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. M O M O M O M O mô m ô mô sắc mổ m ô mô sắc mổ mổ m
mô huyền mồ. Mờ ô mô huyền mồ. Mồ. Mờ ô mô hỏi mộ. Mờ ô mô hỏi mộ. Mộ. Mờ ô mô ngã mổ. Mờ ô mô ngã mổ. Mổ. Mờ ô mô nặng mộ. Mờ ô mô nặng mộ. Mộ. Các bé ơi, bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Nếu như bạn nào xem một lần mà chưa rõ hoặc chưa thuộc bài thì chúng ta có thể xem lại nhé. Và các bé đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của cô để được đón xem video mới nhất của cô nhé. Cô xin chào tất cả các bé và hẹn gặp lại các bé trong các video lần sau. Bye bye!